Chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Ẩm thực Chai Vlog. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cách làm món cà tím chiên bột nha mọi người. Món này ăn rất là ngon. Thì ở đây cà tím thì mình rửa sạch và mình xắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn á mọi người. Rồi sau đó các bạn để cho ráo nước nha. Khi mà mình đã để cho ráo nước xong á, mọi người hãy nêm vào đây một ít gia vị là muối và hạt nêm nha mọi người. Mọi người hãy nêm cho nó hơi nhạt nhạt một tí nha, đừng có nêm quá mặn nha mọi người. Tại vì mọi người nêm mặn quá thì ăn nó sẽ không ngon đâu. Tại vì khi cà này á, mình sẽ chiên lên xong rồi mình sẽ còn thêm cái phần nước sốt nữa nha mọi người. Thì muối và cái gia vị á, muối và hạt nêm em đã cho vào xong á, em sẽ cho vào đây thêm khoảng 2 muỗng canh cái bột chiên giòn á mọi người. Sau đó mình lấy cái nắp á, mình đậy lại nè. Nếu mà có được cái hộp vậy thì nó rất là tiện, mình sẽ ướp bột vào trong cái miếng cà nó rất là ngon nha. Cái bột chiên giòn nha mọi người. Chúng ta hãy lắc đều như vậy để cho nó trộn đều vào trong cái miếng cà mọi người. Làm như vậy nó cũng mau nữa. Thì mình đã làm cho bột nó đã thấm đều trên miếng cà đó mọi người. Thì bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị mình đem miếng cà này đi chiên nha. Ở đây mình có cái chảo dầu đã gần nóng nha mọi người. Mình cũng không có để cho nó quá nóng, mình để cho nó nóng vừa thôi. Mình sẽ cho cà vô, nếu mà quá nóng thì nó sẽ bị nổ văng nha. Tại vì trong bột nó vẫn còn một ít nước á, với lại cà mà mình để gia vị vô nó sẽ ra nước nha mọi người. Đưa vô dầu mà nóng quá nó sẽ văng lên mình chúng ta đó. Cho nên chúng ta để cho dầu nó nóng lên từ 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 từ. Bắt đầu mình chiên cà cũng vậy nữa. Lửa cũng vừa thôi, các bạn đừng để lửa lớn nha. Sau khi mà cà này á, mình đã chiên nó vàng lên á, thì các bạn ấy lấy cà ra và chúng ta sẽ chuẩn bị cho phần nước sốt nha mọi người. Ở đây mình sử dụng một ít dầu ăn với lại cái hành gốc gốc hành lá của mình á, mình phi cho nó thơm lên. Các bạn có thể phi bằng hành, bằng tỏi, cái gì cũng được. Tiếp theo là mình sẽ cho vào đây gia vị. Đầu tiên là mình sẽ cho đây là một ít tương ớt nha mọi người. Nó khoảng một muỗng ăn canh tương ớt mọi người. Nếu bạn nào ăn cay nhiều quá thì có thể để thêm nha. Tiếp theo là mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước tương nha mọi người. Mình cho vào đây thêm khoảng nửa chén nước nha. Đây là mình sử dụng nước đun sôi để nguội nha mọi người. Tiếp
Tiếp theo là mình cho vào đây một muỗng cà phê sa tế nha. Sa tế này là ở nhà mình làm á nha mọi người. Rồi thì các bạn có thể nêm thêm một ít đường và một ít hạt nêm nha mọi người. Các bạn nêm gia vị cho nó vừa khẩu vị của các bạn nha. Sau khi gia vị nó đã hoàn tất thì các bạn hãy khuấy đều nó lên và cho nó sôi trong vòng khoảng 1 đến 2 phút là được nha các bạn. Để cho nó tan đều hết gia vị. Thì lúc này chúng ta thấy cái nước sốt này bắt đầu nó sánh lại đó các bạn. Thì ở giai đoạn cuối các bạn có thể cho thêm hành lá lên nữa là xong nha mọi người. Phần sốt của chúng ta đơn giản như vậy là xong rồi đó mọi người. Bắt đầu rồi chúng ta sẽ lấy ra và chan nó lên trên cái đĩa cà mình nha. Thì đĩa cà này mình đã chiên xong, mình đã đem ra ngoài đó mọi người. Bắt đầu mình chan nước sốt lên nè. Cái món này ăn rất là bắt, mọi người ăn rất là ngon nha. Cà thì chúng ta sẽ có nhiều cách chế biến khác nhau nha mọi người. Thì nếu mà ăn những cái cách chế biến thông thường thì lâu lâu thì chúng ta cũng phải đổi thành những cách chế biến mới lạ như thế này. Nó sẽ rất là ngon nha mọi người. Thì cái món cà của em đã làm đến đây đã xong rồi đó. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký ủng hộ cho kênh của em nha. Hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng tham khảo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới nha. Mọi người hãy nhớ bật chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận những video sớm nhất của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.